Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói đến Việt Trinh. Nữ diễn viên sinh năm 1972 tại tỉnh Bình Phước và nổi đình đám một thời nhờ vào vẻ đẹp tuyệt sắc. Mới đây, Việt Trinh thông báo giải nghệ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Để hiểu rõ hơn Việt Trinh là ai, cũng như sự nghiệp của người đẹp này, hãy theo dõi video của Tiểu Sử Ngôi Sao nhé. Việt Trinh tên thật là Trần Việt Trinh, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1972, là cựu nữ diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình, đạo diễn và giám khảo người Việt Nam. Cô là một nữ nghệ sĩ đa tài nổi tiếng của Việt Nam, từ những năm đầu thập niên 1990 cho đến nay. Việt Trinh tên thật là Trần Việt Trinh, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1972. Cô có tuổi thơ cơ cực và nhiều biến cố. Trong những năm thập niên 90, Việt Trinh được xem là một diễn viên nữ nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Sở hữu cho mình gương mặt đẹp cùng với lối diễn xuất duyên dáng, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh gây nhiều sóng gió ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ. Năm 1988, cô bắt đầu xuất hiện trên phim ảnh. Khi còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, đảm nhận vai trò là người mẫu ăn khách. Tên tuổi của cô gây sức hút mạnh mẽ ở bất cứ đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng bỏng nhất và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Hình ảnh về Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi, trong mỗi gia đình, lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Việt Trinh bắt đầu đóng phim ở những năm 1980, chủ yếu là những vai diễn quần chúng. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Ngọc Trong Đá, đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim Ăn Khách, Nước Mắt Học Trò, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Đôi Mắt Người Thương, Vị Đắng Tình Yêu 2, Công Tử Bạc Liêu, Người Đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ. Đến năm 1996, cô tham gia vào bộ phim truyền hình Người Đẹp Tây Đô, từ đó tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn. Cô đi diễn đâu khán giả đều vây quanh xin chữ ký và tặng nhiều quà có giá trị. Có khi trong vòng một tháng cô nàng đóng tới 4 bộ phim, mà hồi xưa đóng một phim là có thể mua được mấy cây vàng. Như thế là bạn cũng biết rằng thu nhập khủng của Việt Trinh khi đó. Không chỉ đóng phim mà mỹ nhân Bình Phước này còn là người mẫu ảnh, hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các báo. Năm 2008, Việt Trinh trở lại với vai diễn trong phim Phật Giáo Duyên Trần Thoát Tục. Những năm sau đó cô tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như Những Đóa Hoa Tình Yêu và Câu Chuyện Cuối Mùa Thu. Năm 2011, nữ diễn viên thử sức làm đạo diễn trong bộ phim Tâm Lý Xã Hội. Bộ phim được khá nhiều người trong giới khen ngợi sau sự thành công bộ phim ở phần 1, cô tiếp tục ra phần 2,3. Chạm mốc sự nghiệp nổi quá nhanh, vì thế cô đã mắc bệnh ngôi sao, tính tình ngạo mạn, thường xuyên yêu cầu quá quát cho ekip. Đi vô nhà hàng lại kêu những món đắt tiền, tỏ vẻ giàu có và không ăn hết món đã gọi. Không những vậy còn đi trễ về sớm, có khi hẹn lại không đến. Cô còn kể có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Khi đóng Ngọc Trong Đá với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Cô tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. Ngoài chèn ép đồng nghiệp, nữ mỹ nhân còn tố lừa dối khán giả. Chỉ vì lười viết thư hồi âm cho khán giả, cô liền photo ra nhiều bản. Sau khi bị người hâm mộ phát hiện, cô đã hối hận về những việc làm trên. Bên cạnh đó, cô cũng bị nhà sản xuất và đài truyền hình quay lưng, không ai mời đi casting. Để có được vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô, Việt Trinh phải viết cam kết với đạo diễn Lê Cung Bắc, tuân thủ quy định trong suốt quãng thời gian đóng phim. Sau loạt ồn ào về sự nghiệp và đời tư, hình ảnh của nữ diễn viên càng xấu đi nhiều trong mắt công chúng. Cô bị khán giả lơ và nhan sắc dần tụt dốc. Người Đẹp Bình Phước chỉ thật sự tỉnh ngộ khi liên tiếp trải qua mất mẹ và anh trai trong 2 năm liền. Từ đó bắt đầu cô ở ẩn và quy y cửa Phật. Năm 2020, cô tuyên bố sẽ sống độc thân, một lòng hướng về Phật Pháp và sẽ hiến tặng sau khi qua đời. Việt Trinh chia sẻ được ngộ ra nhiều điều khi đến với đạo Phật, và từ khi đọc Phật Pháp thì cô thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Năm 2013, Việt Trinh lọt vào top 300 ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới, do Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật PETA Châu Á bầu chọn. Thành công trong sự nghiệp nữa diễn viên lại khá trắc trở trong đường tình duyên. Cô từng có thời gian hẹn hò với cựu cầu thủ Trần Minh Chiến nhưng đứt gánh giữa đường. Sau đó, Việt Trinh là người tình của một đại gia có khối tài sản kếch xù, nhưng bị kết án tử vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước. Cuối cùng mỹ nhân lại sa vào lưới của đại gia Trần Văn Giao. Người đàn ông này tiếp tục vướng vào đường lao lý. Nữ diễn viên lại tiếp tục sinh con và không công khai nửa kia. Dù vậy, cuộc sống hiện tại của cô khá kín tiếng, không có cái kết đẹp. Hiện nay người đã chạm mốc U50 nhưng vẫn sở hữu nhan sắc đỉnh cao và làm mẹ đơn thân nuôi dạy con một mình yên bình, hạnh phúc. Đầu năm 2022, Việt Trinh đã livestream và bất ngờ tiết lộ bản thân rút khỏi màn ảnh vì muốn dành thêm thời gian cho con trai chuẩn bị bước vào giai đoạn dậy thì. Cô còn thổ lộ, gần 2 năm dịch bệnh hoành hành nhiều mất mát trên toàn thế giới, cô cảm nhận hơn về sự hiện diện, có mặt mình bên người mình.
cô gạt nước mắt tiếc nuối kỷ niệm đã có trong hơn 30 năm qua để rời xa phim trường trong lúc vẫn còn yêu nghề như ban đầu. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ tình yêu thương với Việt Trinh dưới tâm thư. Trước đó vài ngày, khán giả đã biết chuyện Việt Trinh sẽ giải nghệ qua chia sẻ của cô trong livestream. Danh sách những bộ phim có sự góp mặt của Việt Trinh: phim lẻ, hài, Lá Sầu Riêng, Ta Tắm Ao Ta, điện ảnh, Tình Nàng Áo Trắng Nhi, Nhịp Đập Trái Tim, Khách Ở Quê Gia Huệ, Trận Đấu Cuối Cùng, Bọn Trẻ, Sao Em Vội Lấy Chồng Sơn Ca, Hào Phú Đa Tình, Trái Tim Lỡ Hẹn, Sắc Màu Hoa Nhớ Hiền, Đôi Ngã Đường Tình, Người Về Từ Nghìn Trùng, Cô Nữ Sinh Bướng Bỉnh, Bến Nước Đời Người Hạ, Hoa Hậu Của Lòng Anh, Ánh Đạo Vàng Công Chúa Gia Du Đà La, Đừng Nói Xa Nhau Kim Chi, Giấc Mơ Có Thật Diễm, Những Chiếc Lá Thời Gian, Người Học Trò Đất Gia Định Xưa, Sân Ga Tình Yêu Hằng, Chót Yêu, Truyền Hình, Dòng Sông Vẫn Trôi, Sương Gió Biên Thùy, Nước Mắt Buồn Vui, Xóm, Biển Hát, Nợ Đời, Ra Mua Một Thượng Đế, Câu Chuyện Cuối Mùa Thu. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Những thông tin trên cũng đã giúp bạn hiểu rõ hơn Việt Trinh là ai, cũng như đời tư sự nghiệp của nữ diễn viên. Để cập nhật những tin tức mới nhất từ người nổi tiếng, hãy thường xuyên theo dõi kênh Tiểu Sử Ngôi Sao để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé.